của ngôi trường. Wow. Mà xem hết stream này chắc là phải đến 2 giờ có sáng. Có một team ngay bên trái mình. Làm sao đi, làm sao? Sau kìa, à nó nhảy chui. Nó nhảy xuống bên trên. Cho em xuống núi luôn. What's up? Cái áo này. Có súng rồi nè. Để trả lụa nhìn thấy toàn cung là cung này. Thấy buồn lắm rồi đấy. Có thằng nhảy ngay cạnh. Đốc này. Ôi chưa có súng. Ôi nó bay em rồi. Nó chết rồi. Ngay cạnh nhà em Bim ơi. Ok em có lục em xiên nó này. Đây đi bầm này. Chết đấy, không có súng gì đâu bạn ơi. Lục cả 3 bắn được mình. Từ từ em ơi, em, anh nó bắn. Đừng gọi làm anh giật mình đấy. Ô, có thằng nữa. Có thằng bên này. Đây đây bên này Bim ơi, sang. Đâu không phải bên đấy, nghe nhầm rồi, nó trên nóc nhà. Có bên. Đó. Nó chết rồi này. Anh nghe nhầm rồi. Nó nhảy mà đúng không? Ờ, nó trên nóc nhà. Đấy, nhà anh hỏi ngồi vất đi. Nó nhảy ai biết, định mệnh nó. Cờ lia luôn à? Chưa. Không không. Lia team dưới, cờ lia team dưới. Chưa. Okay, đi đi lên trên đi Bim ơi. Cái live stream của nó đâu nhá. Có thể là chúng nó chạy ra phía đằng sau rồi đấy. Ok anh ơi. Ôi có thằng dám nó xuống kìa, dám đu xuống kìa. Đu ở đâu, đu ở đâu Bim? Nghe chuẩn tấn này, chuẩn tấn. Đây. Rồi. Cảm ơn Cường và Lách nhá. Nó đu đu xuống anh xử chưa? Đâu, nó nhảy lầu xuống em. Lia này, Lia team ở trên luôn này. Bắn chết thằng trên nóc chưa? Anh chưa. Không biết thằng ở nóc nào mà. Cho anh còn, Ủa, anh còn. Bạn để đá chim hay sao ấy? Tên quen quen này. Không, thằng trên nóc chết trước thì những vừa giết hay sao? Trên nóc chết chưa? Thằng này giàu thế. Trên nóc nhà này. Chết rồi đúng không? Okay. Anh Lia team nào đấy anh Tuấn? Anh không biết, anh cứ bắn loạn hết cho lên, anh chả biết. Nhà gạch Lia chưa? Nhà gạch nào? Toàn là nóc thôi, anh bắn full nóc hết. Ờ, team anh Tuấn bắn nóc thì em bắn chết rồi, em Lia rồi. Đó, vẫn còn. Chưa hết. Ồ, thế là mình kêu Lia team nào vậy? Ồ, định mệnh. Anh không biết cả, nó cứ loạn hết lên ấy. Đông quá. Chả biết ai với ai cả. Có thể đang gọi mình đến ấy. Nghe đúng gọi á. Để anh thử tìm cầm khẩu lục cái này. Ủa em vẫn chưa có súng luôn. Có khẩu UMP. Tắp M16. À đây anh ơi. Đây. Trong này nào anh chị ơi. Wow, cảm ơn cậu trời. Chết đi bạn. Tầm. Đình nó bắn khiếp lắm. Ghê lắm. AKM-X6. Tay cơ mà. Mơ đi. Oh, em ô oh, em bắn nó chết luôn, em bắn nó nhiều máu lắm. Em có được bẻ được móng chân. Em không bẻ chân bẻ tay ai hết trơn. Chỗ này vừa thấy nhiều người lắm mà. Lịch mưu mất dạng rồi. Anh nóc đã cờ lia rồi anh ơi á. Ô tại mình thấy các bạn toàn thằng cuối cùng là em giết hay sao ấy. Nó cầm melee đúng không? Thằng nào vừa bắn đấy? Không phải em. Người đó không phải là em, không phải là thằng Bim nhìn bản đồ. Bim. Bim 200m. Phải cả nồi. Ai mà biết Bim. Được đâu. Cậu thật, phải xa 200m còn vẫn với mồm ra tận đây. Thằng Bim vẫn cầm lục với UMP mà bắn AK của điếu gì. Chị à, thế là Quyên. Quyên, chị Quyên. Chị xin lời Bim. Bim đã nghèo rồi lại còn đói, cũng bị chửi anh em ạ. Hỏi vươn xa vãi trưởng. Vừa đói vừa nghèo. Đang đi lút mấy cái khẩu súng. Chị không có tiền để đồn nét nỗi làm sao được. Ủa? Kéo mõm thôi. Em ơi. Dạ. Chỗ này rất là buồn cười luôn. Sao vậy anh?
chúng nó lút hết đạn, chúng nó để lại súng. Vô lý. Có gì buồn cười đâu. Tất cả đạn đều lút hết. Đạn M762, đạn AK, tất cả loại đạn M16 nó lút sạch. Nó để lại mỗi khẩu súng rồi. Anh ơi, hình như em lút anh ơi. Có người. Vãi nổi chi mèn. Nhanh rồi. Hợp lý. Pegado nữa. Có xe không? Ừ, hợp lý. Ngủ muộn vậy anh Tuấn á, hôm nào mình cũng ngủ. Trung Quốc kìa. Phải ngủ muộn thì mới livestream được cho mọi người xem chứ. Này người mà nó đang kê em nè. Thôi đi thôi em ơi, kệ em nó đi. Đừng quên like share nha. Ok anh ơi. Cầu thang nhà cao tầng. À có bếp cửa sổ cho cao tầng để một cầu thang. Xác định đi chết đi. Cái thằng tao này. Giải quyết nó đi. Nó nhảy ra kìa. Nó nhảy xuống. Nó bị lốc rồi. Con thằng ở trên cái nhà phía trước mặt Linh á Linh ơi. Cả lia. Hay quá. Em ơi. Đen thế nhở. À. Đồ gì vậy? Ơ còn này. Lốc này. Việt kìa. Việt đi. Nhà lò chạy sang anh ơi. Ok. Liệu rằng bạn có đi lẻ không? Em không biết. Có xe, cái xe ở chỗ chạm xăng kìa anh kìa. Chạy rồi kìa. Chạy quá anh ơi. Dễ. Xây, rung hết cả tâm đi. Vào group Linh bóc phốt vui lắm, chả có gì vui cả. Chả thấy gì được. Quá đi em. Đúng rồi, mình chỉ quen bắn với những người mình quen thôi. Mẹ mình bắn nó phải hợp khu bắn với mình ấy. Bắn mà giống như kiểu ngày xưa mới đầu Linh bắn với mình khó ăn nhập lắm khó anh em. Lắm. Bây giờ thì điếm nhanh lắm. Bây giờ thì không nhanh có mà chết đói. Lên xe. Em đổi cây Sky anh ơi. Nhưng mà em cũng công nhận là ngày xưa em bắn khó ăn nhập với team không? Khó quá luôn, em run em, vãi. Em ngày xưa khác nhau vãi nồi luôn đấy. Khác. Ngày xưa em... Em ngày xưa em cứ thấy đỉnh cái là em hâu lại rồi. Chạy mất dép. Run. Bắn mà nó cứ trong lòng bật đi. Ai vào cái team này là cũng được huấn luyện hết. Hiểu nhá. Nếu mà chẳng hạn nhá, có anh với em bắn đúng không? Thì kể cả anh với em cùng xông lên bắn trúng cái team đấy. Nhưng mà chẳng hạn có 3 người anh em với thằng Bim mà anh với em xông lên thằng Bim nó hâu lại nhá. Kiểu gì tâm lý nó chán. Nên là vào là phải theo luôn. Phải theo cái tâm lý của nhau. Linh là được huấn luyện hơi nhanh đấy. Nhanh á. Bây giờ thì thôi quên đi. Liếm nhanh lắm. Nam. Ôi cho em giáp thôi. Vãi nổ không được cái gì cả. Ôi mọi người nhường AUG cho AUG mình. AUG đây bắn đi anh. Em có nhặt AUG đâu. Anh lấy rồi. AUG anh thích lắm. Sướng lắm. Ừ, sao? Em đang cầm AK đây nó không lấy AUG. Tập bắn AK. Ok bye Harvey nha. Bây giờ có mỗi AK thôi. Có đạn thanh đâu. Có mà. Ui một mả luôn ở cái chỗ mấy ạ. Mấy thằng này bắn đấy. Một mả luôn. Anh nồi lại thơm. Thơm thế. À, anh Tuấn ơi. Lại hai slot này anh Tuấn. Hả? Hai slot này. Sao anh lên. Đó. Này, hai slot này. Có cả ca luôn. Ngồi lên đợi các bạn ấy đến. để em đâm. À đúng rồi, để em đâm con xe ra anh ạ. À đúng rồi. Đâm vào đít nói. Đây. Để em đi em lấy xe. Nào. Khó quá anh ơi. Ô người. Anh đâm đi. Đây. 5.000 nhá. Không, anh cứ đâm đi. Đây.
mọi người cứ đâm đi. Em bọn em giải quyết hết bọn này, bọn này nó bắn kinh lắm. Anh em mình thì đi cứu xe, mình thì đi ăn bốt. Sống lỗi cứu tả được. Cái gì người ta đâu, người ta bảo phải sống có tích đức thì người ta mới ăn được nhiều chứ anh. Cảm ơn nhỏ Đạt. Tại vì xe này nó bị hỏng mất một nửa. Ôi. Bảo vệ tổng thống kiểu gì để tổng thống bị ấn này. Bạn phải trả giá rồi. Chết chưa? Má, đó cái thằng này mình ăn đấy. Lốc anh ơi, lốc anh ơi. Anh nghĩ hết rồi. Má, cái thằng đi bị bắn anh bị vướng không là anh ăn luôn nó luôn nói này. Sổ, em vừa bắn địch em phải vừa che anh tưởng. Bim đỗ của xe. Mẹ bim đỗ của xe khốn nạn vãi, em làm mình chạy đâm mẹ vào cái chỗ góc góc này. Đúng theo kế hoạch rồi, anh giải quyết thằng ở trước, bọn em giải quyết thằng đằng sau. Nó phải có nhiều kỹ năng anh hiểu không? Xong lúc bắn địch là em vẫn còn phải tự che không cho anh bắn. Tính toán vãi. Kỹ năng nó là nhiều chứ không phải đơn giản đâu. Đây rồi. Bim ơi. Tuấn hợp lý đúng không anh? Tại sao anh Tuấn lại ngồi đây? Trời nhá, đậu họng. Tại sao anh lại ngồi ở đây? Tại sao anh lại ngồi đây? Hợp lý em ạ, do hợp lý đấy. Do nó hợp lý quá. Anh bảo anh ngồi đây hợp lý quá. Thằng này ấy này. Ôi, sao mọi người thì anh đang đi thì anh giật lùi lại vậy? Kinh vậy? Ma. Em lag đó. Anh lag ạ. Không. Có đạn rồi. Năm mấy này, ping có năm mấy mà. Ping bị mất hết trời. Ủa, đây có hai cái tính luôn này. À. Có bọn trong khu nhà anh ạ. Khu nhà nào? Khu nhà bên phải kìa. Đâu, thấy mở đi đâu? Kìa. Ui vai thật. Lý thì đẹp. Thôi xong rồi. Bọn này là lan xuống rồi. À, vẫn hợp lý. Thế đâu thành đạt. Lấy ra anh mắt đi. Anh để nó từ này á. À, có cái thính kìa anh ơi, 145 đâm thẳng anh ơi. Đâm thẳng anh ư. Nhưng ngứa mắt quá anh em ạ. Ngứa không chịu được ấy. Ôi hợp lý. Nó lại xịn vai. Lùi ra liếm cho nhanh anh em. Lùi ra liếm mạng cho nhanh. AK có vẻ không lại. Anh chưa. Sao anh bị sao vậy anh trai, anh hai? Anh ơi, sao vậy? Ở đấy em thấy nó té xanh nhiều lắm anh Tuấn ạ. Mà anh Linh ăn. Nó nấp vào, nó bị lag, nó bị nhảy ra, nó bị lag, nó bị đứng ở chỗ cái góc xe này này. Ui, bị sát rồi. Tuấn không đi xe nữa. Còn lại nỗi đau. Thôi xong rồi, ngu người. Vãi nồi. Nó ở đâu vậy? Chỗ này. Bốn thằng luôn. Bim ơi, em ơi. Ơi, Bim ơi, anh Tuấn ơi. Em chạy về nhà thờ đấy. Trời ơi, làm sao mà đẹp. Cái M14 quay bao nhiêu xe ra. Rồi, thấy nó rồi. Cái M14 á. Em nghĩ ra. Nó không công nữa, bắn thế này nó không công Bim nữa. Điên quá, nó càng phải công thằng Bim. Yên tâm. Đậu má mày. Khó quá nhỉ. Anh nghĩ là em cứ canh canh cái nó lên. Cánh cầu thang thôi. Chỗ đổi lag cơ. Nó lại chạy. Chả còn sự lựa chọn nào để công em cả ngoài cái cầu thang này. Anh Linh cover ấy ạ. Ừ, anh đứng ngoài anh bắn được vào nhưng mà nó công đằng sau thì anh chịu. Định mệnh sao được sao. Hai Bim ơi. Không dây, bọn này cũng phải chạy bo thôi. Thằng vào. Thằng bên ngoài siêu yếu, thằng bên ngoài siêu yếu. Thôi, mạnh. Hình như có cả con đi của anh em mình vẫn. Ờ chứ, anh chia tay đây. Ôi bo. Bucky, đúng rồi, đúng chuẩn luôn.
Thế rồi mình hết đạn rồi. Nhanh. Kịp. Nhanh. Ôi, lấy xe buýt em ạ. Lấy xe buýt rồi. Thôi lốt thấy em chết rồi. Nhanh không, nhanh. Không thấy chết em đâu. Chạy vào đây. Thôi, ngon rồi. Đi bơi, nó chạy rồi, cho anh xin in mấy viên đạn xanh có không? Làm gì có đạn xanh SK này. Đây rồi. Ui, định mạnh chúng mày. May mà có kịp. Tính thế nào? Tổng số mạng trên tổng lần chết, đơn giản vậy thôi. Có mỗi team nó là tay to thôi anh. 4 thằng à? Đủ 4 à? 20 chấm thì bán rồi. Team DA của thằng Linh là 6 chấm. Nó đáp bom em mà, chơi nó đáp mấy mà. Trận mê với Khánh dùng 3 định mệnh hack như siêu nhân. À mới 14 trận rồi. 4 chấm rồi à? Mới bắn 14 trận rồi. Em bắn ít mà. Không, thằng Bim. Xây tốt, bọn này xây tốt lắm. Bài bo anh Linh ơi. Nó đi bo rồi, nó đi rồi. Kìa. Nó bị bắn kìa. Bim ơi, bọn mình chạy ở đầu này. Ui, Bim chạy đầu đấy à? Nó chạy vào bo rồi. Nó bị bắn kìa. Anh lấy Bucky đi anh Linh. Bucky ở đâu? Làm gì có Bucky nào đây? Bucky đằng sau nhà. Ui, anh chạy mẹ vào bo rồi. Nốt trận này là team mình cũng nghỉ rồi anh em ạ. Ui, khó như chó vậy anh ạ. Ui, bọn nó ở trên kìa, định mệnh. Bọn nó nhìn em kìa. Sợ gì? Mình ở trong bo mà. Thì nhưng mà có biết đâu. Đừng gây tiếng động anh ơi. Anh biết. Ý, chẳng may bo về nó mình còn có cơ hội mà chạy. Giờ mà khèo nó, tí bo nó nếu chạy được đâu. 9 giây. Bây giờ không khèo nó mới tí nữa mới không chạy được ấy. Hoặc là anh không nghĩ là sẽ bo và chúng nó đâu. Em nghĩ không, có ấy. Lại bo vào tính anh Linh ạ. À. Em nhìn xem, cái góc bé nó đang ở bên chỗ em. Vậy thì góc bé tiếp theo nó vẫn ở bên chỗ em. Bo vào đây thì thôi các bạn xác định luôn. Kìa. Cái thằng này mà em thấy nó thì bay màu cuộc sống luôn này, định mệnh. Nhìn nhá, anh chấm tâm bo cho bọn con, anh toán tâm bo rồi. Ra cắt dự. Đâu chấm đi anh. Đấy, tâm bo. Anh chấm đúng tâm bo. Ui rồi. Cái thằng này mà em thấy nó thì đúng là chết luôn này. Khéo. Khéo đi anh Linh, khéo đi. Anh thấy nó bắn nhau nốc nhiều, khéo khi clear nữa. Khéo. Ôi đếch trúng. Nó bò được vào trong rồi. Không được, không bắn được nó. Ôi nó trong bo kìa. Chạy đi Bim ơi. Chạy luôn. Anh tớ chấm như lòi ăn vậy. Tán học đôi khi nó cũng có chút sai số. Bim ơi, chạy đi. Chạy lên công. Ok, công thẳng khu nhà luôn. Bị lốc rồi, bọn này bị lốc rồi. Ok anh ơi. Này. Cháu ra cắt lượng. Ra cắt lượng chấm đi một lèo nó còn siêu phẩm ra cắt lượng anh em ạ. Nó còn nên. Đúng con mẹ nó diện luôn. Kinh vãi. May mà không khèo nó, mới khèo một viên ca nó chưa để ý ấy. Nó đang bị lốc này. Đây để nguyên cho hai đệ tử thể hiện đây, đậu phòng. Ui. Ngay trái mình có Bim ơi. Khó của ngôi. Bim ơi, cứu anh. Còn thằng nữa để lên Bim ơi. Anh yếu máu. Ôi Bim, không nhìn. Thôi Bim không nhìn nữa rồi. Có lẽ anh đứt rồi. Bơm máu đi, Bim nó che em rồi. Máu đi, lốc 2 rồi. Ừ, bơm máu đi. Đang bơm. Nó sau thính. Này, lên chơi luôn này. Lên luôn, ở nhà, trong nhà có đấy. Thằng Bim. Rồi, hai em. Okay. Trong nhà có hai thằng. Rồi, anh lấy đạn, tôi bị. Rồi, ok rồi. Chạy thẳng đến, em nhìn được khe nứt nhà ấy. Lốc này. Ok, chết thằng đấy ạ. Còn thằng nhà hai tầng thôi. Thế thì bạn đem rồi. Nãy giờ nó nhìn thấy em ấy. Rồi, xong rồi. Cái thằng này ngáo ngơ rồi. Uầy, cần đúng đường nó chạy luôn. Ngáo ngơ rồi. Game dễ rồi. Chắc là nghỉ thôi anh em nhỉ. Cô ta đừng chơi trận nó tốc độ 500k á. Ôi giờ muộn rồi bạn ạ. Mình sẽ nghỉ để cho anh em một đi ngủ nữa. Chứ không muộn quá. Thôi nhá, có lẽ nghỉ thôi. 12 kill. Ô, anh em mệt rồi anh em ạ. Sao lại Bim nó lại 1.3 đam, em 1.5 mà lại không được nhỉ? Vô lý. Người ta bắn là người ta bắn những pha quan trọng, còn anh là gạt mấy cái thằng nó bò thì vãi cả gạt là định mệnh. Em điêu vãi trưởng.